Thì đây là một cái dòng sản phẩm đó là dầu gội thảo mộc ở bên nhà Thảo Lan. Thì bên em làm gia công rất là nhiều những cái mã dầu gội thảo mộc luôn. Ngoài cái mã này ra thì cái mã này là được bên em lựa chọn để mà tạo đi được từ một cái sự khác biệt của dầu Thảo Lan. Đó là bởi vì trong cái thành phần này, ngoài những cái cao bồ kết nè, gừng nè, rồi canh sả gì đó thì mọi người cảm thấy phải quá là quen thuộc đúng không anh chị? Tuy nhiên thì bên trong cái dầu gội thảo mộc của dầu Thảo Lan là nó còn có cái sản phẩm đó là hạt tiêu hồng, với chiết xuất hạt tiêu hồng. Đối với cái sản phẩm này khi mà mọi người đưa lên da đầu của mình á thì sẽ có cái cảm giác nó là sẽ hơi ấm ấm da đầu của mình đó, là nó sẽ giống như là nó sẽ giúp lưu thông máu của mình và cũng như là nó massage nhẹ nhàng trên cái da đầu của mình, nên là khách em gội đầu dưỡng sinh rất là thích cái mã này luôn. Bên em làm việc với rất là nhiều spa dưỡng sinh luôn cả nhà, tại vì là cái dầu gội bên em là ngoài hỗ trợ cho mình cái tình trạng là mình kích thích mọc tóc, mình giảm rụng, và ngoài ra nó có nuôi dưỡng cái tóc của mình, nó nuôi dưỡng cái nang tóc của mình, là nó sẽ giúp cho tóc mình khi mà mọi người sử dụng dầu gội bồ kết anh chị, về lâu về dài thì cái tóc của mình nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ bóng và nó sẽ mượt hơn.